Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Thế Giới Ca Hát. Mình là An. Hôm nay đến với clip này, An sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật phần mềm vào chiếc máy KS362D để các bạn có thể sử dụng trên app Arknode Mixer. Mình điều chỉnh echo. Các bạn hãy cùng theo dõi clip với An nhé. Let's go! Đây là chiếc loa KS362D và trên tay An đó chính là USB đã chứa phiên bản cập nhật mới nhất của dòng loa KS362D. Thì các bạn hãy inbox Zalo số 0937266118 để An gửi cho các bạn nha. Và bây giờ An sẽ thao tác là An sẽ cắm vào cổng USB MP3 của máy. Đây, để An quay cái máy lại nha. Rồi, mình sẽ cắm vào đây. Thì lúc này các bạn quan sát đèn trên loa, ba đèn đều sáng, nguồn, Bluetooth với lại echo. Loa sẽ phát ra tín hiệu tin tin hai cái. Đó, rồi sẽ sập nguồn luôn. Rồi, như vậy phần mềm của chúng ta đã cập nhật xong. Giờ các bạn mở loa lên. Bluetooth mode. Đó, thì các bạn có thể mở chiếc app lên và mình có thể điều chỉnh trên app nha. Và Lan lưu ý khi các bạn cập nhật xong thì tần số trên hai chiếc micro của chúng ta đã bị mất, thì chắc chắn là các bạn sẽ nói vào mic của chúng ta chỉ lên nguồn mà không lên tiếng. Các bạn hãy cùng đồng bộ với mic theo hướng dẫn của An nha. Đây là phía trên là nút nguồn, ở dưới là nút set. Các bạn bỏ pin vô, sau đó các bạn sẽ nhấn cùng lúc hai nút. Đây, nút nguồn với nút set, các bạn nhấn cùng lúc nha. Thì lúc này màn hình của mic chúng ta chớp tắt nè. Rồi, thì lúc này chúng ta mới hãy bật cái loa lên nha các bạn. Các bạn đợi loa phát ra câu chào. Arknode Media kính chào. Bluetooth mode. Rồi, các bạn nhấn nút set một lần nữa. Rồi. Đó, các bạn đã thấy chưa? Kết nối Bluetooth. Alo. 1, 2, 3, 4. Nhận lại từng cơn run rời, nan vẫn xót thương cho chính đời mình. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip của An. Thì với phần mềm này, các bạn có thể điều chỉnh app Arknode Mixer trên dòng máy KS362D. Mọi chi tiết thắc mắc các bạn có thể liên hệ số hotline 0937266118 và địa chỉ thử loa quen thuộc nằm ở 135/17/54 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Và bây giờ An xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.